Sau khi Liên minh châu Âu và một số nước cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine, hôm qua Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã thông báo về gói hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đồng thời cho biết sẽ sớm xem xét các đề xuất viện trợ khẩn cấp cho nước này. Theo tuyên bố chung của WB và IMF, WB đang chuẩn bị gói hỗ trợ 3 tỷ đô la Mỹ trong những tháng tới. Trong đó, gói giải ngân nhanh nhất trị giá 350 triệu đô la Mỹ sẽ được đệ trình để ban lãnh đạo phê duyệt trong tuần này. Tiếp theo là gói 200 triệu đô la Mỹ giải ngân nhanh cho hỗ trợ y tế và giáo dục. IMF cho biết tổ chức này có thể xem xét đề nghị viện trợ khẩn cấp của Ukraine thông qua cơ chế huy động vốn nhanh vào đầu tuần tới. Ngoài ra, IMF sẽ tiếp tục phối hợp với Ukraine từ nay đến cuối tháng 6 để hỗ trợ thêm 2,2 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này sẽ cung cấp khoảng 111 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng xung đột ở Ukraine. Chuyến hàng đầu tiên khoảng 33 tấn, chủ yếu gồm lều, chăn, túi ngủ, đồ dùng cá nhân đã được bàn giao cho chính quyền Ukraine ngày 28 tháng 2 vừa qua.